phí đóng nhận bồi thường bảo hiểm xe máy từ tháng 3 năm 2021. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, phí bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới bao gồm cả có xe máy có nhiều điểm mới theo Nghị định 03/2021 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của chính chủ và thông tư số 4 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 03. Theo đó, khoản 3 điều 7 Nghị định 03/2021 quy định phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm quy định căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét điều chỉnh tăng phí bảo hiểm, mức tăng tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm. Còn về thời hạn ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm theo khoản 1 điều 9 của nghị định này thì với xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của luật giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Với mức phí phải đóng, mức bồi thường bảo hiểm xe máy theo thông tư số 4 năm 2021 cũng có một số thay đổi so với quy định cũ của thông tư 22/2016/TT-BTC. Mức phí phải đóng có thể cao nhất đối với mô tô là 290.000 đồng. Mức bồi thường cũng có thể thay đổi. Mức phí bảo hiểm xe máy bắt đầu từ mùng 1 tháng 3 năm 2021 đối với loại xe mô tô 2 bánh từ 50 phân khối trở lên. Phí bảo hiểm theo thông tư số 04/2021 là 55.000, còn phí bảo hiểm theo thông tư số 22/2016 là 55.000. Loại xe trên 50 phân khối trở lên, phí bảo hiểm theo thông tư số 04/2021 là 60.000 đồng và phí bảo hiểm theo thông tư số 22/2016 là 60.000 đồng. Đối với mô tô 3 bánh, phí bảo hiểm theo thông tư 04/2021 là 290.000 đồng và thông tư 22/2016 là 290.000 đồng. Đối với xe gắn máy, bao gồm cả xe máy điện và các loại xe cơ giới tương tự. Đối với xe máy điện, phí bảo hiểm theo thông tư số 04/2021 là 55.000, còn phí bảo hiểm theo thông tư 22/2016 trước đây là chưa quy định. Còn các loại xe còn lại là 290.000 đồng. Đối với mức bồi thường bảo hiểm xe cơ giới từ mùng 1 tháng 3 năm 2021, loại bồi thường về sức khỏe và tính mạng, mức bồi thường theo thông tư số 4 năm 2021 là 150 triệu đồng một người một vụ. Còn mức bồi thường theo thông tư số 22 năm 2016 là 100 triệu đồng một người một vụ. Loại thiệt hại về tài sản do xe máy, xe gắn máy gây ra. Theo thông tư 04/2021, mức bồi thường là 50 triệu đồng một người một vụ. Theo thông tư 22/2016, mức bồi thường là 50 triệu đồng một người một vụ. Còn loại thiệt hại về tài sản do ô tô, xe máy kéo, rơ móc gây ra thì mức bồi thường theo thông tư 04/2021 là 100 triệu đồng một người một vụ. Còn mức bồi thường theo thông tư 22/2016 là 100 triệu đồng một người một vụ.